Ngang cô Kim Nhung, khi nào có dịp mình ôn lại, tại vì học vi dược pháp mình cứ ôn đi ôn lại hoài đó thì nó mới nhuyễn nữa. Rồi bây giờ là 8:55, mời mời cô Kim Nhung hay là cô Phụng được không? Lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo tóm tắt xong rồi mình thọ quy giới cho nó xong thủ tục được không ạ? Mời quý vị giơ tay nha. Thấy có cô Như thì cũng đi hơi xa rồi, cô mình ôn lại ngay từ đầu á. Đấy, nếu không mình lấy sách ra mình đọc thôi. Rất là hay, tại vì cái bài kinh này hay lắm. Ví dụ pháp. Hay là cô thì cô Phụng được không ạ? Mời mời cô Kim Nhung lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Alo, alo ạ. Alo, dạ. Thưa đạo tràng, có nghe con nói được không ạ? Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào bà Năm ông Năm. Kính chào chị Tô Thị Phúng. Dạ, thân chào Thi Lâm. Con xin được thay mặt lớp học tụng kinh lễ bái Tam Bảo tóm tắt ạ. Nam mô ta sa pha gà quà tô a ra hà tô sam nam mô ta sa pha gà quà tô a ra hà tô sam nam mô ta sa pha gà quà tô a ra hà tô sam ta sa Iti bi so phagawa arahang samma sambuddho wicca carana sambanno sugato lokawidu anuttaro burisadam masarati satthadewa Soakha to phagavata thammo sanditiko akkaliko ehipassiko obanasiko bacchatthang veditappo viññuhiti. Supatipanno phagavato sāvakasangho Tari purisa yugani atta purisa pukkala esa phagavato sāvakasangho Vandami cheti yang sabbang sabbathane subhatittang saririka Cha hồn tu ni kha hồn tu đi kha
pariharang tu dukkha patta chanit dukkha paya patta chanit paya soka patta chanit soka hontu sabbe bibanino. Dạ, phần lễ bái tam bảo tóm tắt đã hoàn tất. Con xin được thay mặt đạo tràng tắc bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm thay mặt đạo tràng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. U ca sa ma yang phành tê quy sùng rắc khá na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Đu ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc khá na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Ta ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc khá na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Duti chambi sanggang saranang gacchami, Tati chambi buddhang saranang gacchami, Tati chambi dhammang saranang gacchami, Tati chambi sanggang saranang gacchami. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gaha nang paripun nang, pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say.
Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamangge na vande hang ba da bang song varuttamang butthe yo khalito do so buttho khama tu tang ma mang. Uttamangge na vande hang thammang cha du vit hang wa rang thamme yo khalito do so thammo khama tu tang ma mang. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít hốt ta mang sang khê yo khali tô đô sô sang khô khà ma tu tăng ma mang. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả đến những người đã quá vãng, cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được bao thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, phần nghi thức trước buổi học đã hoàn tất. Giờ đây con xin giao mic lại cho MC Nguyên Như để tiếp tục chương trình. Dạ, Pháp Sư chưa vô. Nguyên Như ơi, hồi nãy là Sư Thanh Tâm có đề nghị là lớp mình sẽ ôn lại vi diệu pháp từ đầu á. À, nên là mình giao cái nội dung của Sư Thanh Tâm đó đến cho Nguyên Như nghe. Dạ, dạ thầy đã vô. Xin giao mic lại cho Nguyên Như để Nguyên Như thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, chư tăng đã, dạ con xin sám hối, dạ thầy kinh đã vào đạo tràng. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa.
Brahmacha loka thipati saham pati katan cha li an thi quang aya cha tha san ti tha san tam bara chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rinh quy nha danh cha ca giang sua tan cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu san cha đành đăng bắp bô tha nê dê ba ri sa dạ mạnh chê nắc mô bút thầy nắc mô tham ma giá nắc mô sang khai giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để cho chúng con của ngày hôm nay. Và Nguyên Như con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À. Dạ, Nguyên Như con xin sám hối. Con nghe chị Nhung nói là Pháp Sư đã vô, mà bây giờ coi lại Pháp Sư đâu có vô đâu chị Nhung. Ồ, em nghe chị nghe nói là Nguyên Như ơi, thầy Kinh vô, thành ra em mới đọc, em không có coi. Thưa chị, hồi nãy em nghe chị nói là Sư Thanh Tâm muốn lớp mình ôm lại Di Dự Pháp, mà ôm lại thứ mấy vậy chị? Mình đang ôm lại mà bây giờ ôm lại một cái lần nữa hả? Em không hiểu ý của chị. Chị có thể nói lại giùm em hay chị? Dạ em xin dâng mic lại cho chị ạ. À. Dạ. Nguyên Như ơi, như vậy nè, là ý của Sư Thanh Tâm. Tại Sư Thanh Tâm nói là mình đi một chặng đường cũng quá xa rồi. Bây giờ mình cũng nên ôn lại từ đầu, từ những cái bài đầu, pháp là gì, rồi tâm của Sư Thanh Tâm là như vậy. Như vậy đó, thầy Nguyên Như ơi, là mình xin xuống mic nha. Hồi nãy thì mình thấy cái máy của mình nó nháng lên cái nick của thầy Kinh, rồi cái xong mình thấy mất tiêu luôn, thì mình nói là thầy đã vô, rồi mình xuống máy nha. Dạ dạ, để em coi lại cái chỗ đó. Dạ cảm ơn chị. Tự vì bây giờ có nguyên một cái khoảng cũng vài trăm người họ theo cái bài ôm này đó, mình không ấy, tự nhiên mình ngừng lại cái mình đi lợi cái thứ nhất được. Họ có nhiều người họ đang theo dõi rồi đó chị. Chứ nếu mà vậy là mình phải để em bàn lại với Sư Tâm. Dạ dạ sa thú chị. Cái đó cũng là một ý kiến hay. Như vậy cứ khoảng cứ mà 9 tháng mình có một lớp mình là Di Diệu Pháp là Di Diệu. Nếu mà như vậy á, bây giờ chị có thể cho Nguyễn ơi, cho Nguyễn vô lớp rồi, như vậy là mình có thể mình ôn bài trước khi thầy vô không, hay là thôi để Nguyên Như gọi thầy đi. Nguyên Như gọi thầy đi, thường thường chắc 20 thầy mới vô. Như vậy Nguyên Như xin nhường mic lại cho chị ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ Nguyên Như sẽ gọi thầy liền bây giờ. Chứ vậy chờ Nguyên Như tí xíu nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con thấy ý của Sư Thanh Tâm thì cũng rất là hay. Tại vì vi diệu pháp là cái môn vi diệu, môn cao xa, rất là rộng lớn. Còn mình thì bé nhỏ,
mình học vi diệu pháp giống như mình sờ voi vậy đó. Mỗi ngày á, mình sờ một mảng thì mình nói con voi nó có hình dáng giống như là mình rờ vậy đó. Nên là vi diệu pháp cũng vậy, cũng là tâm tâm sở thôi, nhưng mà cứ ôn tới ôn lui thì nó sẽ đi sâu hơn. Nên cái việc ôn lại con thấy rất là cần thiết. Dạ con cũng thấy điều đó là cần thiết. Dạ máy con lại nháng lên hình của thầy kinh vô, nên là con cũng không biết làm sao. Dạ con xuống mic ạ. Dạ thầy đã vô, lần này là thầy vô chắc chắn luôn ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú sa thú sa thú. Dạ lâu lâu Nguyên Như thỉnh pháp sư được hai lần. Dạ Nguyên Như xin kính lễ thầy kinh vừa mới vào đạo tràng. Dạ thưa thầy, hồi nãy bị nhán máy lộn, thành ra Nguyên Như thỉnh pháp sư một lần mà không có thầy. Bây giờ Nguyên Như con xin thỉnh một lần nữa. Dạ con xin mời đạo tràng cùng với Nguyên Như một lần nữa lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa. Brahma-cha-lo-ka-thi-pa-ti-ha-ham-pa-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-wa-rang-a-ya-cha-tha-san-ti-tha-san-tam-pa-ra-chang-kha-cha-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-bi-mang-ba-chang san tham ma phê rin quy nha dành cha cả dạng sủa tâm cha bánh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ tha nê dê ba ri sa dạ mạnh chê. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang khai giá. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Sa Khai ạ. À, kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng. À, thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha. Sorry do trễ chút xíu. Rồi, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục ha, tiếp tục tập nhiên duyên. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivademe svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Sabbatibhanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi. Sammā sambuddhammatulaṃ sacchaṃ maganuttamaṃ apivādiyapāsissaṃ apitammattasaṅghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình chúng ta cũng vẫn như cũ, ha, đọc Pali trước rồi sau đó đi vào bài học. Xin mời MC thư ký Boss bài lên cùng thỉnh sư Thanh Tâm nói trước ha, rồi mời tất cả quý vị tiếp theo ha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bích Gia, Nam mô Bích Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Ai? Dạ cảm ơn Sức Châu Nguyễn đã cho biết được tính thường. Dạ con không biết là Sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? À? Dạ, con nghe Thầy Kinh thỉnh Sư Thanh Tâm cầm mic ạ. À. Con không biết là Sư Thanh Tâm có nghiệp được nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ, con nếu mà như vậy thì con không thấy. Dạ con sám hối tại con cũng đang bận. Dạ thôi để con đọc, con đọc bài. Dạ con xin đọc bài trước ạ. À. À, cảm ơn Sister Châu Nguyễn đã post bài. Bách cha giá sân cá há quý pha cô phát yếu về duyên đoạn 5. A quýt cha tằng hà bà đà na chá ki lê sa quát tằng cầm ma pha quá tàn cà tô pa quê ca đề sô sân khà ra cha cầm ma quát tằng u pa pát ti pha wa san kha to pha we kha de so a wa se sa cha wi ba ka wa tang ti ti ni wa ta ni a wi cha tan ha wa se na de mu la ni cha we di ta ba ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ, thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá quá hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá quá, là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. Upapat ti phá quá, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả vô minh và ái dục, phải được hiểu là hai nhân. Te samme vacchamulanang nirothe nanirucchan ruccati jara maranamuccha Yabilita Namapin Ho Nyaso Asawanang Samuppada Awitcha Chapawatati Fatawa. Con xin sám hối. Watamapan Thamitche Wang Te Phu Marama Maramana dikang batit jasamupado tipat pase simaha muni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Hết rồi không? Sa thú. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đọc bài ạ. Kính mời chị Nhung nè, kính mời Huynh Thính Pháp, Xích Hà. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ sa thú bằng tay của chị. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sẵn gá huy phà gồ, toát yếu về duyên, đoạn 5. A huy trà
tần hồ bà đà na cha ki lệ sa qua tằng cầm ma qua sằng khà tổ pha huệ ca đề sổ sằng khà ra cha cầm ma qua tằng u ba ba ti pha qua sằng khà tổ pha huệ ca đề sổ a qua sề xà cha quy bà ca qua tần ti tì ni qua tà ni a huyết trà tần hà qua sề na huệ đề mù là ni cha huệ đi tắp bà ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thổ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành phá hóa hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. Upapatti phá hóa là phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tề sa mề qua cha mù là nàng ni rồ thề na ni rô cha ti cha ra ma ra na múc cha gia bì li tà na ma phìn ha sổ à sa hòa nàng sa múc bà đà a quýt cha cha ba qua ta ti quát ta ma quát ta mà bàn tha mít chề hoàng tề phù ma ca ma nà đi cằn ba tích cha sa múc bà đồ ti bát tha bề si ma hà muni. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Tha Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ con thành kính đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Bát Chá Giá Sang Giá Há Quý Ba Gô Tốt Yếu Về Duyên Đoạn 5. Á Vít Cha Tân Ha Avicca Tân Hu Ba Đà Ná Chá Kỳ Lê Xá Quát Tăng Căm Má Bá Quá Săn Kha Tô Bá Quê Cá Đê Sô Săn Kha Ra Chá Căm Má Quát Tăng U Bá Bắc Tí Bá Quá Săn Kha Tô Bá Quê Cá Đê Sô Á Quá Xê Xa Chá Quý Ba Cá Quách tàn ní, quách tàn tí, tì ví, quách tàn ní. Á viết cha tàn hà quá xê ná, đề mù là ní chá, về đi tắp ba ní. Ba luân chuyển là vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành bá quá hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, bá quá là vòng vanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. Ú bá bát tí bá quá
và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tê xá mê quá chá, mù lan năng, ni rô thề ná, ni rút chát tí, cha ra, má rá, ná mút cha giá, bi lý ta, ná má, bin hát sô, a sá hoa năng, tâm múc ba đá, á chi hoa, chá bá quát tá tí, quát tá ma banh thá, bít chê quăng, tê bu mắt cá, má ná, má na, đi căng, bát tích chá sá múc ba đồ tí, bát thá bê xí, ma hà, má hà mù ní. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những ô nhiễm, từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc lại xong ạ. Dạ kính tri ân chị Châu Nguyễn đã bót bài ạ. Dạ xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không có thấy bàn tay của mọi người giơ nên con xin phép được đọc bài trước. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. Bát Chá Giá Sàng Gá Há Quý Phà Gô Tác yếu về duyên, đoạn 5. Awitra tàn hù bà đà na chá ký lề sá quát tàn cầm má phá quá sàn khà tổ phá quê ca đề sô sàn khà ra chá cầm má quát tàn ú pa pát tí phá quá sàn khà tổ phá quê ca đề sô á quá xê xà chá quý bà ca quát tàn tí tì ní quát ni awit trà tàn hà quá xê na đuề mù là ni cha quề đi táp bà ni. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá quá hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá quá là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá quá và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề xá mề quá chá mù là nàng ni rù thề na ni rút trá tí trà rà ma ra na múc trà giá pì lý tà nam phình nhát sù à sa hòa nàng sa múc bà đà a quýt trà cha ba quát tá tí quát tá mà bành tha mít trì hoàng tề phù má cá má nà đi cằn bát tích
Chasamupado Tipatthape Simaha Muni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã post bài giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính lãnh lễ sự thành tâm của kính nơi thầy kinh và đạo tràng, dạ, con xin trả bài. Ba cha gia sằng ca ha vi hà gồ tác yếu về duyên đoạn năm. A quýt trà tàng hù bà đã cha khi lệ sa quất tằng cầm ma pha hoa sằng khà tổ pha huệ ca đề sô sằng khà ra cha cầm ma quất tằng upa bát ti pha hoa sằng khà tổ pha huệ ca đề sô a hoa sề sa cha quất ca bà ca quất tằng ti tì ni quất tà ni a quýt trà tằng hà quá xề sa đà mù là ni chất về đi tát phà ni ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tê sâm ê quắc chá mù là nàng ni rồ thề na ni vứt chàn ti chà và ma rát na mút chà ya bì lì ta bì lì bì lì tà na ma phình ha sô à sa hoa nàng sa mút bà đà á vứt chà chắc ba quắc ta tí. Hai, Vat-ta-ma bàn-tha-mít-chê-vòng-tê-phù-ma-ca Ma-na-đi-cần Pa-tích-cha-sa-múc-bà-đồ-ti-pa-ta-bê-si-ma-ha-mú-ní. Tóm lược, bằng cách tận diệt những phân nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Thiện Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, nghe tập bài xong con xin trao mức cho vị trí tiếp.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đọc bài ạ. Bách Chá Giá Sằng Gá Há Quý Phà Gồ Toát Yếu Về Duyên. Đoạn 5. Á Quýt Chà Tăng Hù Bà Đà Ná Chá Ký Lê Xá Vách Tăng Cầm Má Phá Quá Sằng Kha Tô Phá Quê Cá Đề Sô Sằng Kha Ra Chá Cầm Má Quách Tăng U Bá Bách Tí Phá Quá Sằng Kha Tô Phá Quê Cá Đề Sô Á Quá Xề Xà Chá Quý Bà Cá Quách Tăng Tí Tì Ní Quách Tà Ní Á Quýt Chà Tăng Hà Quá Xề Ná Đuề Mù Là Ní Chá Quê Đí Tắp Bà Ní. Châu ơi, Châu Boss, cái đoạn này Nguyên Như không thấy được cái gì hết. Dạ, dạ sa thú, sa thú. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá quá hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá quá là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới, upapatti phá quá, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề xá mề quá chá mù là nằng ní rồ thề ná ní rút chá tí, chà rà má rá ná mút chà giá pì lý tà, ná má phình há sô, à xá hòa nằng xá mút bà đà á quýt chà chá bá quách tá tí. Hai, quách tá mà bành thá mít chề hoàng tề phù má cá má nà đi cằn bá tích chá xá múc bà đồ tí bách thá bề xí má hà mù ní. Dạ em ơi, bị mất nữa rồi, em post lại giùm Nguyên Như lại lần nữa. Dạ. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức, càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, xin tri ân cho Nguyễn Đa Bố Bài. Dạ, con xin kính tri ân Thầy Kinh. Dạ, Nguyên Như con xin kính mời toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, Mô Phật. Dạ, xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ xin đọc bài ạ. Bắc Chế Giá Sằng Gá Há Quý Pa Gô Tót Yếu Về Duyên. Đoạn 5. Á Quý Gia Tăng Hù Bà Đà Đá Chá Kỳ Lê Sá Quá Tăng Cầm Má Phá Quá Sang Kha Tô Phá Quê Cá Đề Sô Sang Kha Ra Chá Cầm Má Quá Tăng U Bá Bá Tích Phá Quá Sang Kha Tô Phá Quê Cá Đề Sô Á Quá Sê Sa Chá Quý Bà Cá Quá Tăng Tí Thì tí quá tà ní á quý gia tăng hà quê quá xê ná đề mù là ní chá quý đề tạ bà ní. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành pha quá hữu biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Pha quá là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapati pha quá, về phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Ba luân chuyển, này đọc rồi là hai nhân. Tê xá mê quá chá
mu la năng ni rô thề na ni ru cha tí cha ra ma na xin lỗi cha ra ma ra na mu cha ya bi tí ta na ma pi ha so a sa wa năng sa mu pa da a vi cha cha a ba ba wa ta tí wa ta ma pa tha mi về mi si quan tề pu ma ca ma na di căn bát tích cha sa mu pa đồ tí bát tha về si ma hà muni. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, mô Phật. Kính mời vị kế tiếp, bài này mà ai đọc mà chú tâm là hỷ lạc phát sanh đó. Rồi, kính mời. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ dạ cảm ơn cho Nguyễn. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Paccaya sanggaha vipago toát yếu về duyên đoạn 5. Avicca tăng hu ba da na cha ki le sa wat tăng cầm mắt phá hóa sang kha tô phá huệ ca đề sô sang kha ra chắc cầm má quát tăng u ba bát tí phá hóa sang kha tô phá huệ ca đề sô a hóa xê xà cha quý bà ca quát tăng tí tì ni quát tà ni a quýt cha tăng hà quát xê na đuê mù là ni cha huệ đi tắp bà ni. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upabat tiếp phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả, vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. 1. Tề sa mê vát vát cha mù là nằng ni rô thề na ni rút cha tí cha ra ma ra na mút cha gia bì lý tà na ma phìn ha sô à sa hoà nằng sa mút bà đà á vít cha cha ba vát ta tí. 2. Quát ta mà bành tha mít chê quần, tề phù mắc ca ma nà đi cằn, bà tít cha sa mút bà đồ, tí bát tha bề si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng, của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài và xin mời vị kế tiếp ạ.
mô Bát Thầy á. Ồ, nay lâm xa rè dữ vậy ta. À, vậy chắc không còn ai đọc nữa không? Nay còn mấy vị chưa lên đọc nè. À, thôi giờ không ai đọc thì thôi. Nguyên Như lên đọc cái bài từng rồi ha. Lên trình bày lại cái bài từng rồi. À, bắt đầu mình đi học tiếp. Rồi, xin mời. Dạ, con xin tuân lĩnh thầy kinh ạ. À, tuần rồi mình là ngày 26 tháng 2 năm 2021. Sao hôm nay ngộ quá bé Châu ơi. Em boss ấy, mình như thấy nó trống trơn không à. Em boss xin chị lại lần nữa nha. Chắc là từ cái mạng bên đây làm sao á. Chắc mỗi lần em boss hai lần đó thì nó ok hơn. Dạ, sa thú. Số 7. Thọ duyên ái. Quê Đá Na Bách Chá Gia Tần Hà. Lấy cả ba thọ là khổ, lạc, xả. Chỉ có ba thọ, không có thọ ưu. 32 tâm quả hiệp thế thuộc về tâm quả. Ái là tâm sở tham, là lô phá. Có những từ tương đương. Ái là Tần Hà. Dục là Kama. Ô nhiễm là raga. Thọ duyên ái tức là tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế trợ duyên cho ái sanh. 32 tâm quả hiệp thế tính theo duyên. 15 tâm quả vô nhân. 8 Dạ, con xin sám hối. 15 tâm quả vô nhân tức là 18 tâm vô nhân trừ cho 3 tâm duy tác. Gồm nữa là 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại, cộng lại tất cả là 32 tâm quả hiệp thế. 15 tâm quả vô nhân, ngũ song thức, tiền sanh duyên do năm xứ duyên sanh năm thức. Năm xứ này là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ do nghiệp trong quá khứ tạo. Trong năm xứ này có tâm sở thọ, xả lạc khổ. Đồng sanh duyên là tâm sở thọ. Năm thức này duyên tới hai tâm tiếp thâu. Hai tâm tiếp thâu thuộc vô gián duyên từ ngũ song thức. Ba quan sát cũng là vô gián duyên từ tiếp thâu. Nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả thục sinh, tâm quả tục sinh thì nó sẽ do nghiệp duyên hay dị thời nghiệp duyên. Tám tâm đại quả dục giới do nghiệp duyên. Chín tâm quả đáo đại do nghiệp duyên. Thọ duyên ái, thọ có ba là khổ, lạc và xả. Khổ duyên ái do sự khao khát được thoát khổ. Lạc duyên ái, xả duyên ái được yên bình, bị dính trong đó hay là tu thiền thì thích ở trong thiền. Ái liên hệ với cảnh có sáu. Số 1 sắc ái, rupa tanha. Số 2 thinh ái, sắc đá tanha. Số 3 khí ái, gandha tanha. Số 4 vị ái, rasa tần hà. Số 5 xúc ái, bất tấp bá tần hà. Số 6 pháp ái, tham má tần hà. Cảnh sắc, sắc duyên nhãn xứ thuộc cảnh duyên. Nhãn xứ duyên với nhãn thức bằng vật tiền sanh duyên. Thần kinh nhãn là vật, tức là vật sanh trước. Nhãn xứ là thần kinh nhãn thuộc về vật, có trước tâm nhãn thức. Vật sanh trước làm duyên cho nhãn thức sanh thì gọi là vật tiền sanh duyên. Nhãn thức duyên nhãn thọ thuộc đồng sanh duyên hay còn gọi là câu sanh duyên vì sanh cùng một lúc. Nhãn thọ duyên cho sắc ái
là thường cận y duyên. Nhĩ thọ duyên cho thinh ái, tỷ thọ duyên cho khí ái, thiệt thọ duyên cho vị ái, thân thọ duyên cho xúc ái, ý thọ duyên cho pháp ái. Ngay mối nối này, nếu chánh niệm tỉnh giác ngay chỗ này, tức là từ thọ mà chuyển qua ái đó, thì mình phải cần có chánh niệm tỉnh giác ngay cái chỗ mối nối này. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong bài, con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. À. Ok, sợ hữu, sợ hữu. Rồi, tiếp là chúng ta học tới phần này ha. Là ái liên hệ với cảnh, chúng ta có 6 loại. Sắc ái, tình ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, và những cái sự liên hệ từ đó do cái sự mà tiếp xúc giữa cảnh sắc tiếp xúc vào thì phát sinh ái ha. Âm thanh cũng vậy, khí vị xúc pháp cũng vậy ha. Rồi như vậy là chúng ta đã qua được cái giai đoạn về liên hệ với 6 cảnh. Rồi giờ tới ái duyên theo tri kiến. Ái duyên theo tri kiến, hai chấm. Có ba. Copy cái này cho quý vị. Ái duyên theo tri kiến có ba. Dục ái, kha ma tân hà, hữu ái, phá quá tân hà, phi hữu ái, quý phá quá tân hà. Rồi, quý vị ghi kịp chưa? Alo, tức là do những cái tri kiến nó phát sinh, chẳng hạn như mình phát sinh về dục, sự dính mắc vô cái sắc tinh cái gì sơ xúc về dục ra dục thì phát sinh dục ái, rồi hữu ái là những cái sự liên hệ đến những cái mà thường kiến thì được gọi là hữu ái, phát sinh với cái tư tưởng về thường kiến, rồi mình ái dính đâu đó thì gọi là hữu ái, rồi đoạn kiến là phi hữu ái. Thì giờ mình sẽ ghi ra là dục ái hai chấm, dục ái hai chấm, tham đắm trong các dục, tham đắm trong các dục, tham đắm trong cái dục, tức là lúc này là cái ái nó dính mắc liên hệ đến vấn đề mà dục ha, tức là những cái cảnh sắc tinh khí vị xúc pháp thuộc về dục, luyến ái như cái đó thì được gọi là dục ái. Rồi thứ hai hữu ái phá quá tần ha, tức là đây không phải là về hữu ái về sắc giới, vô sắc phi hữu ái là vô sắc giới nha. Hữu ái đây là ái luyến dính mắc tới cái vấn đề mà thường kiến, tức là mình cho rằng cái chủ kiến cho rằng có một linh hồn trường tồn bất biến này kia nọ nó, thì này mình ái được cái đó. Thì cái này chúng ta thường thấy những cái tôn giáo khác mà bị dính vô cái này, tức là dính vô cái thường kiến thì được gọi là hữu ái. Thì như vậy hữu ái là ái tham liên hệ thường kiến. Cái thứ hai là hữu ái là ái tham liên hệ thường kiến. Là chấp dính trong những cái tư kiến về sự thường còn đó. Tức là sắc là ta, thọ là ta, tưởng là ta, hành là ta, thức là ta, vân vân, thì nó bị dính mắc vô đó, mình thỏa thích trong đó ái tham liên hệ, hoặc là dính vô cái tâm của mình nó bị kết dính vô những cái tư tưởng đó như vậy. Thì như vậy là hữu ái. Còn thần kiến khác cái này là nó luôn cả luôn cái sắc thọ tưởng hành thức luôn, cả ngũ quẩn luôn ha. Rồi phi hữu ái và ái tham liên hệ đến đoạn kiến, tức là người ta có một cái tri kiến để cho
cái tư tưởng với cái thuyết mà cho này chết là hết, không có cái tái sanh, không có cái gì trong tương lai nữa, không có nhân, không có quả, không có này cái loại chết là hết. À, về phiền ái, tức là tha ái tham luyến ái trong cái quan kiến mà về đoạn kiến, đó tức là phiền ái. Phi hữu ái là số 3 đó, số 3 phi hữu ái. Ái tham liên hệ, ái tham liên hệ đoạn kiến. Ủa, chậm à, chậm chút à, nhanh quá à. Ok. Phi hữu ái là ái tham liên hệ đoạn kiến. Một là dục ái ca ma tân ha, tham đắm của các dục. Hữu ái là tha, số 2 là hữu ái, và tham đắm liên hệ đến thường kiến. Số 3 là phi hữu ái, là tham đắm liên hệ đến đoạn kiến. Như vậy là nếu mà tính theo cảnh thì chúng ta có 6, tính theo tri kiến thì chúng ta có thêm 3 cái nữa, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Rồi, đó là cái ái duyên theo tri kiến cho chúng ta có được cái ba vấn đề này. Tức là ví dụ như giờ mình mà mắt mình thấy cảnh sắc, cái khoái dính mắt vô đó thì đó thuộc về dục ái. À, nhưng mà mắt mình thấy những cái cảnh này cảnh kia, rồi mình nghe người ta nói này nói kia về đời sống, coi là có linh hồn bất biến trường tồn, cái mình bị dính mắt vô cái đó là thì mình dính vô cái thường kiến. À, hoặc là mình nghe người ta nói này là chết là hết, hoặc là có những chủ thuyết tôi đưa rằng là sau khi chết là không có gì trong tương lai, hay mình bị dính mắc vô cái chủ thuyết đó. À, thì như vậy chúng ta bị dính vô cái phi hữu ái và liên hệ đến đoạn kiến. Thì như vậy đó là ái mà duyên theo tri kiến, được chưa, nắm được không quý vị? Alo, được không, cho biết đi. Được ha, dễ ủi ha, mà có gì có ha. Học giờ tới đây là biết hết trơn, là nói tới đâu biết tới đó, là gian nhật hạ giờ là số 1 rồi ha, giỏi rồi. Đọc qua ly giờ ào ào ngon lành ha, mới vô sau này đọc qua ly ào ào. Giỏi quá, lúc trước còn lên cận cận ha, giờ ngon rồi, giờ Superman rồi, giờ Spiderman luôn rồi chứ, Superman. Spiderman. Rồi, bây giờ tổng số ái, 2 chấm. Tổng số ái, 2 chấm. Ừ, giỏi. Tổng số ái, 2 chấm. Đấy, 6. 6 là 6 cảnh nãy đó. 6 nhân cho 3. Nhân cho 3, cái tỷ kiến là 6 nhân 3 bằng 18 ái. 6 nhân 3 bằng 18 ái. Sáu nhân ba, 18 ái. Rồi, 18 là nó nhân cho 2 nội ngoại, mở ngoặc nội ngoại, là nội phần ngoại phần đó. 18 nhân cho 2 bằng 36 ái. Rồi, 36 ái này mới nhân cho 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, bằng 108 ái. Làm 6 nhân 3 thời, bằng 108 ái.
này đó là, nhưng mà dứt điểm xong cái tổng số của cái thọ dương ái là chúng ta có được 108 ái tất cả ha. Được chưa? Giờ mình qua cái số 8. Ái dương thủ tanh ha bách cho già u bà là nành, là ái dương thủ. Phải sửa lại tiếng Việt để trước giống như của nó ha, ái dương thủ rồi ghi tiếng Bali sao. Là 108 ái à. Tanh hà bách cho già u bà đà nan ái dương thủ, và do từ cái ái ha, tức là do mình tham ái tham đắm từ cái đó nó duyên cho cái sự mà bám chặt luôn. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó mình khoái, thấy một cái chiếc xe hơi đẹp phải không, thì thấy xe đẹp khởi tham ái lên. À, cái tham ái lên thì cũng chưa tới thủ nha, mà khi mình mua cái xe được, mình đem xe về được, cái bắt đầu mình bám cho thủ xe đó. À, mà phần là mình trong với bên ngoài, tức là mình với người khác vậy, cái vậy đó nội ngoại. Rồi tức là ái thủ là biết ra, ái là mình luyến ái một cái gì đó, rồi mình chấp thủ là chặt gấp đôi lên. À, thủ chặt gấp đôi lên. À, thì được gọi là thủ, thì do từ gái này nó mới phát sinh ra cái thủ, tức là sự bám chặt, bám thủ, bám chắc. À, thì như vậy nếu mà chúng ta không có ái thì thủ không có, mà do có ái thì có thủ có. Khác chứ, phiền não khác chứ. Rồi bây giờ thủ có 6 là 2 chấm. Thủ có 6 là 6 thủ, thinh thủ, khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ. Nó cũng vậy ha, giống như mấy kia ha. 6 thủ, thinh thủ, khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ. Sắc thủ, chứ không phải dùng sắc thủ, tức là bám thủ vào cảnh sắc. Thinh thủ là bám thủ vào cảnh thinh. Khí thủ là bám víu vô cảnh khí. Vị thủ là bám víu vô cảnh vị. Xúc thủ bám víu cảnh xúc. Pháp thủ bám víu vào cảnh pháp. Và sắc thủ tức là mình thấy cảnh sắc là ái xong rồi bám vô cái ái luôn. Chẳng hạn như giờ Hà thấy cái bông đẹp là cảnh sắc đẹp, là ái cảnh sắc đó, chấp thủ vô đó luôn, mình dính mắt vô đó luôn, thì gọi là sắc thủ. À, hoặc là mình nghe một cái âm thanh hay, nghe một cái giọng du dương, giọng người nam nào đó, hoặc là nghe giọng người nữ nào đó hay, cái bị dính mắt vô đó, tương tư sầu não đủ thứ, và thinh thủ khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ, thì đó là thủ phân theo cách này, theo cảnh thì chúng ta có 6 sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp thủ. Cái gì nắm được không? Alo, rồi chưa? Được chưa? Chép xong chưa? Không nghe. Nghe không? Alo. Nghe mà. Đó là thủ và phần là có 6 ha, chúng ta biết là sắc tinh khi bị xúc và pháp và do từ ái duyên. Rồi thủ phân theo chi pháp thì có 4 loại. Thủ phân theo chi pháp có 4 loại. Loại dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. À, giờ mới bắt đầu tới theo cái phần theo cái chi pháp.
thì chúng ta sẽ có dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Ngã luận thủ, ngã chấp thủ cũng vậy đó, ngã luận thủ cũng vậy đó. Rồi, dục tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Rồi, bây giờ mình cái thứ nhất là dục thủ. Bây giờ mình vô cái thứ nhất là dục thủ. Ca mút ba đà na. Trong cái tứ thủ thì chúng ta có thể dục thủ, kiến tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Bây giờ mình đi cái thứ nhất là dục thủ ca mu ba đà na. Một, dục thủ ca mu ba đà na. Hai chấm. Khi có sự bám thủ, phải đều níu vào các trần cảnh. Khi có sự bám thủ, đều níu vào các trần cảnh. Với tràn đầy ái nhiễm phát sanh từ ái. Với tràn đầy ái nhiễm phát sanh từ ái. Phải. Khi đó có dục thủ. Khi đó có dục thủ. Tức là dục thủ, tôi nói là một cái ý nghĩa của dục thủ, có nghĩa là khi mà có một cái sự mà bám víu, bám thủ, đeo níu chặt vào các trần cảnh, với cái sự tràn đầy những cái sự ái nhiễm nặng nề, dính mắc, nặng phát sinh do duyên từ ái duyên thủ đó. Thì khi đó chúng ta có cái gọi là dục thủ. À, tức là nên để ý là sự bám víu bám thủ vào trần cảnh nha. À, bám víu vào trần cảnh thì được gọi là dục thủ. Khi mình có sự bám víu chặt vào đó, thì lúc đó khi đó chúng ta có là dục thủ. Rồi chưa? Đúng rồi, tham nặng. Rồi, nói cách khác, mình ghi thêm, nói cách khác là khi nào có sự thèm khát dục vọng, phải. Nói cách khác là khi nào có sự thèm khát dục vọng. Thích thú trong dục lạc. Thú trong dục lạc, phải. Thích thú trong dục lạc, phải. Khát khao, phải. Say đắm, phải. Khát khao, say đắm, nổi lửa dục, phải. Vô tàm, vô quý, phải. Phóng thân vào trong dục. Phóng thân vào trong dục, phải. Khi đó có dục thủ. À, tức là một cái số những cái tướng trạng khác người ta giải thích cho mình biết một cách rõ ràng về cái sự dục thủ này, tức là khi nào mà chúng ta có những cái sự thèm khát, khát khao dục vọng, thích thú trong những cái thú vui dục lạc,
say đắm nổi lửa dục vô tạp vô quý, rồi lao mình phóng thân mình vào trong cái dục đó, thì lúc đó chúng ta có gọi là dục hữu. Dục hữu này trong cái đời sống khi chúng ta học ở đây là không ai chạy khỏi ha, còn phàm phu mình là chính hết, không ai thoát khỏi nào. Khi thấy sắc thinh hương vị xúc pháp đẹp là chúng ta phát sanh ái, từ ái nó phát sanh ra cái thủ, đeo níu vào trong những cái trần cảnh đó thì chúng ta bị rơi vào trong cái gọi là dục thủ. Rồi, đó là cái thứ nhất, cho định nghĩa cho chúng ta thấy những cái tướng trạng, những cái trạng thái của cái sự mà chấp thủ về ái dục. Được chưa? Quý vị ghi được chưa? Rồi, tới cái số 2. Đây, sai ha. Tà kiến thủ, đích thứ ba đà nát, tà kiến thủ, số 2, tà kiến thủ, đúng rồi, là một cao khác, thèm chiếm đoạt, mà mạnh là bám díu vô luôn, bám chặt vô. Tà kiến thủ. Khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm, khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm, như hai chấm, khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm như khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm như chấp thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, chấp thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, phải thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu. Đấy. Bản ngã là trường tồn bất sanh bất diệt. Bản ngã là trường tồn bất sanh bất diệt. Đấy. Khi đó có tà kiến thủ, khi đó có tà kiến thủ, tức là khi nào mà mình có một cái sự mà bám thủ vào cái những cái kiến chấp mà sai lệch của mình cho rằng cái thế giới nó là thường còn vĩnh cửu, mà cái thế giới này không bao giờ có cái chuyện mà thường còn vĩnh cửu, thì giờ chính như vậy là sai, sai tức là tà kiến, là sự thấy sai, tà kiến mà chấp vào đó, mình dính mắc vào đó thì chúng ta rơi vào trong cái tà kiến thủ. Hoặc là mình chấp cho rằng có một cái bản ngã, tức là kiểu như con người mình có một cái linh hồn là một tiểu ngã, rồi thượng đế có đại ngã. À, này kia nọ hơn thì mình chấp rồi có một cái bản ngã trường tồn bất biến bất sanh bất diệt, thì đó là chúng ta bị rơi vào tà kiến thủ, bởi vì chuyện này không thể có được, không thể có trong cái thế giới này, không có cái gì mà trường tồn bất biến, tất cả đều thay đổi vô thường sanh diệt, mà mình chấp rồi có, chấp rồi có một cái gì đó trường tồn bất biến, sau khi chết thì sanh về cõi trời, sanh về cõi này cõi kia, để cho rơi vào trong tà kiến thủ. Rồi xuống dòng quát, có quan kiến cho rằng, hoặc có quan kiến cho rằng không có nhân có quả, phải, hoặc có quan kiến cho rằng không có nhân có quả,
lại, không có sự chứng đắc thánh trí. Phải. Không có sự chứng đắc thánh trí. Phải. Không có đời này đời sau. Không có đời này đời sau. Rồi, tức là hoặc là cái trường hợp mà có những người ta có cái quan kiến mà cho rằng là không có nhân quả vậy đó, không có định luật nhân quả vậy đó, không có cái, là chết là hết thôi, không có nhân quả vậy đó, làm ác mà bị quả địa ngục, bị nhiều quả xấu, người ta không có cho, không cho là có, là không có tin đó, mà người ta rơi vào trong cái tài kiến khổ đó. À, hoặc là người ta không có cho là có cái sự chứng đắc của bậc thánh, là không có phàm, không có thánh, không có ai có, cái chuyện này không có thật, là do mình ta tôn sùng lên thôi, giống như mình phong thánh là như vậy, chứ là không có sự chứng đắc thiệt, cho nên họ rơi vào trong cái tà kiến thủ, hoặc là họ cho rằng là không có cái đời này đời sau, tức là không có cái sự luân hồi sanh tử, và chết là chấm dứt, không có sanh lại gì đâu, thì như vậy họ rơi vào trong cái tri kiến gọi là tà kiến thủ. Tích thúc ba đà nát, cái tư tưởng này nặng lắm nha quý vị, rơi vào trong cái trường hợp này mệt mỏi lắm. Đúng rồi, chấp thường kiến đoạn kiến đó, là rơi vào trong cái tà kiến thủ hết. Rồi cái này mình muốn hiểu biết thêm cái này là mình xem trong cái bộ, trong cái trường bộ kinh đó quý vị, xem trường bộ kinh kinh phạm võng đầu tiên nói về Đức Phật phân tích về 62 tà kiến rất là rõ ràng, chúng ta thấy là 62 tà kiến. Thì như vậy đó là tà kiến thủ, chúng ta biết là những cái sự bám thủ, những cái kiến chấp sai lầm, sai lệch, những cái sự suy tư, suy nghĩ, bậy bạ, chấp thủ thế giới này là thường còn vĩnh cửu, rồi chấp rằng có linh hồn trường tồn bất biến, vân vân. Hoặc là mình có những cái quan kiến cho rằng không có nhân, không có quả, không có gì nữa, không có sự chứng đắc gì, không có đời này, đời sau gì cả, tất cả đều là hư không, chết là hết, vân vân. Họ rơi vào trong tà kiến thủ, thì đó người mình dễ bị dính vào đó, không gần như là đa số luôn, hay cái gì là cái tư kiến này là gần như là chiếm là 7/10 đó, chứ hết rồi. Thế giới này là đa chín vô này hết, dính hết vô này. Rồi giờ là cái thứ hai là tà kiến thủ. Rồi cái thứ ba này mới là cái vấn đề mà chúng ta thường nghe nói mà nó cũng rắc rối cái này lắm ạ. Thứ ba. Giới cấm thủ. Si lấp bát tu bà đà na. Si lấp bát tu bà đà na. Cấm thủ. Rồi, cái này là mình là lấy cái chữ si lấp bá tá hay bát tú thì mình ghi là si lấp bá tá. Si lấp bá tá hai chấm. Si lấp bá tá. Một chữ đây thôi, bỏ bớt chữ đây đi. Si lấp bá tá. Thì là có hai chấm rồi, đúng rồi, hai chấm. Có hai từ ghép là si lá và vá tá. Si lá và vá tá. Chữ V nha, si lá và vá tá. À, khi mà hai cái từ này mà ghép lại thành chữ si lấp bá tá đó, tức là chữ V nó đổi thành hai chữ B, V đổi thành hai B,
thì nó mới có ra cái chữ si lắp bát tá. Si lắp bát tá đổi bỏ chữ b đổi thành hai chữ b, si lắp bát tá. Rồi đúng không? Rồi cái chữ si lá nghĩa thứ nhất là hành động thường làm. Si lá này hai chấm số một là hành động thường làm. Hành động thường làm. Nghĩa thứ hai là giới. Nghĩa thứ nhất là hành động thường làm. Nghĩa thứ hai là giới. Mình hay nói giới giới là ngũ giới bắt quan ra giới này, cái là nghĩa thứ hai là si lá là giới. Làm hoặc là giới. Rồi cái chữ vát tá hai chấm là áp dụng, thực tập, hành động. Dục từ tập hợp là những ý nghĩa vậy ha. Thì như vậy cái chữ si lá vá tá nghĩa là si lá là giới, hành động nỗ lực, tức là nỗ lực hành động giới để mà gìn giữ cho cái giới được tròn đầy, tròn đầy những cái hành động mình thường làm được tròn đầy. Thì cái chữ mà si lấp vá tá tức là giữ giới cấm nỗ lực tròn đầy, giữ giới cấm nỗ lực tròn đầy là nguyên cái chữ si lấp vá tá. Ở đây ý ta muốn nói là về vấn đề mà mình giữ những cái giới cấm, mà những cái điều là luật, điều quy luật, điều lệ này kia mà một cách nỗ lực, một cách tròn đầy mà nó không có đúng theo cái chân pháp, thì như vậy chúng ta bị rơi vào trong cái si lắc bát tá. Thì trong cái vấn đề này, trong kinh có những câu chuyện dẫn dụ cho chúng ta biết về vấn đề này để mà chứng minh cho chúng ta thấy về vấn đề này. Thì khi mà thời mà lúc mà Đức Phật còn tại tiền đó quý vị, thì lúc đó nó có hai người đàn ông đến gặp ngài, một ông tên là Bun Nhá và một ông tên là Sê Ní Giá. Mà Bun Nhá đó thì thuộc về trường phái là bên Ấn Độ đó, thì nó có trường phái về hành động sống như bò, sống như con bò đó. Thì là Bôn Nhá là phải tu tập có cái pháp hành giống như bò. Và Sê Ní Giá thì thuộc về trường phái giống như con chó, tức là hai người, một người sống tu tập theo bò, một người sống tu theo hành con chó. Mà cái này là có thật nha, mà tới bây giờ vẫn còn nha quý vị. Đó là hai cái người này đến gặp Đức Phật. Và khi họ đến họ hỏi thăm chào hỏi là vấn đạo của Đức Phật ha. Bôn Nhá với lại Sê Ní Giá thì Bun Nhá nói với Đức Phật, trình bày với Đức Phật là ông bạn mình là ông Sê Ní Giá, là ông nói là thuộc về phái mà tu tập mà sống, mà thuộc cái phái mà hành xử, tức là cái tu hành của họ là cái cách mà tu của họ là giống như con chó, tu như con chó, ngủ cũng như con chó, ngủ như chó, đi đứng ăn uống làm bất cứ cử chỉ gì đó cũng như chó vậy đó. Thì ông trình bày là ông bạn của mình nó tu như vậy đó, làm gì cũng phải làm y như chó đó. Thì có tu vậy nó mới làm cho giảm phiền não, là mới giải thoát được. Thì ông mới hỏi Đức Phật về ông bạn ông tu vậy đó, thì cái kết quả của ông này sau khi chết sẽ như thế nào. Thì Đức Phật nó không trả lời, đừng có hỏi, Đức Phật nói trả lời, đừng có hỏi ngài cái mấy cái này này. Nhưng mà ông ngẩn tức, ông Bun Nhá ngẩn tức, ông hỏi Đức Phật lần thứ hai, Đức Phật cũng từ chối luôn. Với lần thứ ba ông hỏi nữa, mà Đức Phật thì hỏi lần thứ ba thì Đức Phật phải nói thôi. Đức Phật mới nói đừng hỏi, nhưng mà tại vì ông này nỉ cho nên bây giờ mới trả lời. Đức Phật mới trả lời, ngài mới cho ông này biết về cái hậu quả của cái sự tu tập theo cái hành này. Tức là Đức Phật dạy rằng là một người mà hành động như con chó, ngủ như chó, đi đứng như chó, ăn uống như chó, tiểu tiện như chó, và nếu người đó tập như vậy đó,
tức là tu tập như vậy một cách hoàn thiện, một cách toàn thiện, một cách mà viên mãn tròn đầy, thì sau khi chết người đó sẽ tái sanh thành con chó. Đó là người này mà nỗ lực tinh tấn tu hành hay giữ ra những cái giới hạnh của những cái đạo này, là sống như chó, ngủ như chó, đi đứng ăn uống làm bất cứ cái gì đều giống chó, thì sao khi chết sẽ tái sanh làm chó, như làm gì y hệt chó thì tái sanh làm chó. Nghe vấn đề thứ nhất. Rồi nếu mà Đức Phật nói nếu mà tu tập mà chưa có hoàn chỉnh, chưa có toàn thiện được, tức là chưa có đầy đủ là đi đứng nằm ngồi ăn uống sủa xiết, chưa có được hoàn thiện, thì ta mà có được cái tà kiến, cái chấp thủ chấp sai là tà kiến thủ, mà tin rằng nó làm như chó như vậy đó, sẽ được hết phiền não và sẽ được giải thoát, và khiến cái người đó mà mình tu tập theo pháp đó được giải thoát đó. Nếu mà có cái tà kiến như vậy đó, tin như vậy đó, thì người đó sau khi chết phải đọa địa ngục hay tái sanh trong cảnh giới súc sanh kiếp phần gì, tức là tu mà dữ dằn thì nó làm như chó, sống như chó, mà nếu mà chưa có được toàn thiện đó, thì sau khi chết không sanh làm chó thì cũng bị đọa địa ngục hoặc tái sanh làm những loại súc sanh. Đó là sự trả lời của Đức Phật cho cái Bùn Nhá về này đó. Thì khi mà ông Bùn Nhá này nghe Đức Phật nó trả lời như vậy, nói xe nhá như vậy rồi mới khóc lóc, nói mình đã bị thầy gạt quá lâu rồi. Thu thập bị ông thầy ông suối tu theo pháp này mà bị thời gian quá lâu rồi mới xe nhá mới khóc lóc này kia, rồi mới hỏi Đức Phật vậy chứ ông bạn của con thì sao. Ông Bùn Nhá này thì sao thì Đức Phật cũng từ chối như vậy, nhưng mà sau lần thứ ba Đức Phật cũng trả lời cho ông biết. Đức Phật trả lời cho ông biết là nếu mà cái ông bạn ngon Bùn Nhá đó mà tu ngủ như bò, đi đứng như bò, ăn uống như con bò, tiểu tiện như bò, và nếu người đó tập như vậy một cách tốt đẹp, một cách toàn thiện, một cách viên mãn, thì sau khi chết sẽ tái sanh làm con bò. Tái sanh làm con bò. Tu mà kỹ lưỡng, ăn uống đi đứng làm như bò y hệt, là tư tưởng thì hệt như bò, chết sanh làm con bò. Còn nếu mà tập chưa có hoàn thiện, chưa hoàn thiện, chưa có tốt, thì mà có tà kiến mà tin rằng tu theo cái hạnh con bò này đó, thì sẽ hết được phiền não, sẽ giải thoát được, thì cũng vậy người đó sau khi chết phải đọa địa ngục hoặc tái sanh vào những cảnh giới súc sanh, cảnh giới hạ đẳng. Đó là cái chấp thủ, những cái tà kiến thủ, quan kiến thủ chấp cho rằng cái sự tu tập sai lệch như vậy thì đưa đến cái cảnh khổ như vậy, là không thể nào mà tái sanh lên làm người thì không được, nói chứ đừng nói chuyện mà sanh làm người. Rồi đó là cái hai câu chuyện để chứng minh cho anh thấy, chúng ta thấy cái tà kiến thủ nó như vậy ha. Thì mình sẽ ghi thêm là khi có những quan kiến chấp thủ, khi có những quan kiến chấp thủ, khi có những quan kiến chấp thủ cho rằng do tuân thủ các cách tu tập tà lệch, do tuân thủ các cách tu tập tà lệch, phải lễ lạc, phải cúng tế chấm 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 chấm, lễ lạc cúng tế chấm chấm chấm. Khi có những quan kiến chấp thủ cho rằng do tuân thủ các cách tu tập và lễ lạc cúng tế vào chấm chấm cúng tế thần linh này tụ la đó, sẽ làm cho tâm được trong sạch hóa, sẽ làm cho tâm được trong sạch hóa, phải, đó là giới cấm thủ.
đó là giới cấm thủ. Đó là giới cấm thủ. À, tức là khi mình có những cái quan kiến mà chấp thủ, mình cho rằng mình tu tập theo những hạnh con bò, con chó, con trâu, con vịt gì đó, mình được giải thoát đó. Hoặc là những cái sự cúng, cái cúng lễ lạc, những cái sự cúng tế, những cái lễ lạc này sẽ đem đến sự trong sạch hóa cho mình, thì mình cho được như mình làm như vậy sẽ được là tâm mình được trong sạch hóa, mình được giải thoát, được niết bàn, thì cái đó gọi là giới cấm thủ, là bị rơi vào trong giới cấm thủ. Thì trong cái phụ chú về của cái thanh tịnh đạo đó quý vị, trong cái luận thư của thanh đạo có nói mà ngay cả như giờ chính Phật tử mình cũng vậy nha quý vị, ngay cả giữ giới luật như ngũ giới, hay là mình giữ bát quan trai giới, hay là mười giới mà mình chấp rằng là do cái giữ giới này mình giữ được ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới là sẽ được giải thoát, sẽ được niết bàn, thì đây mình cũng rơi vào giới cấm thủ luôn. Mình cũng bị rơi vào giới cấm thủ luôn, bởi vì không có giữ giới nào đưa nó giải thoát được, mình rơi vào cấm thủ hết. Hoặc là ngay cả mình tu tập thiền, mình tu tập mình đắc thiền chỉ, mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không biên xứ, thức quân xứ, vân vân vân, mình tin tưởng rằng do mình đắc được cái thiền này đó, mình sẽ được giải thoát, mình sẽ được chứng đắc, chứ mình sẽ được là niết bàn giải thoát, thì vậy cũng là bị giới cấm thủ luôn. Thì như vậy khi mà chúng ta cho rằng mình giữ giới mình sẽ được giải thoát, hoặc là mình đắc thiền mình sẽ được giải thoát, thì như vậy chúng ta đều rơi vào trong giới cấm thủ hết. Mình chấp thủ vào cái điều của nó không đúng, nó không thật, nó không sợ, không có đúng được, không có thiền chỉ nào mà đưa đến giải thoát. Nếu mình không tu qua tứ niệm xứ thì chúng ta vô phương, không bao giờ giải thoát được. Cho nên chỉ có hành tứ niệm xứ mới là con đường duy nhất đưa đến sự giải thoát khỏi sầu ui khổ não. Cho nên đây là cái chú giải trong cái luận thư thanh tịnh đạo nhấn mạnh cho chúng ta biết. Thì mình phải biết, mình phải có tri kiến đúng đắn. Tức là khi mình giữ giới, mình biết cái giới này nó là nền tảng để mà từ đó mình tu tập, mình mới phát triển được. Rồi mình tu vô tứ niệm xứ, mình hành đúng bát chánh đạo thì mới giải thoát thôi. Còn nếu mình chỉ giữ giới không, mình đừng nói là mình cứ giữ vậy thôi, thì mình nói là mình giải thoát là mình bị rơi vô tà kiến thủ liền. Đấy chưa? Bạn cẩn thận nha. Rồi ngay cả cái sự cầu nguyện cũng vậy. Mình làm phước rồi mình cầu nguyện thì sẽ được giải thoát niết bàn, thì mình nghĩ là mình có sự cầu nguyện cái này của mình á, mình chấp thủ vô cái này, mình cho là sẽ sự cầu nguyện này sẽ đưa đến sự giải thoát đó, thì mình cũng rơi vô giới cấm thủ luôn. Thấy chưa? Thì như vậy chúng ta phải cẩn thận trong cái này, là mình phải biết rõ, bởi vì học pháp mình phát sinh trí tuệ là cái chỗ mình sẽ thấy được cái vấn đề, mình không có bị không khéo mình rơi vô hết. Nguyện cho tôi sau khi tôi làm phước bố thí, nguyện cho tôi được giải thoát niết bàn, chứng đắc được đạo quả. Cái chuyện đó làm sao có nữa, chuyện không có thật. Muốn giải thoát niết bàn là mình phải tu tập, phải hành tứ niệm xứ, phải đúng mới được thôi. Không có được, không có đúng nghĩa là mình nguyện mà không làm cũng gì không. Giống như giờ mình không ăn, mình nguyện cho tôi được no, nguyện cho tôi được no, thì chuyện đó không thể nào có được. Cho nên đó là mình không khéo là giới cũng bị, mà thiền chỉ cũng bị, mà mình nguyện cầu này kia nào cũng bị rơi vô giới cấm thủ hết. Như vậy đó là cái vấn đề mà chúng ta cần được hiểu thêm chút xíu nào. Rồi kết luận hai chấm. Kết luận hai chấm. Mình nguyện mà mình không tu là mình đi dính lên, mình nghĩ rằng do, tức là quý vị phải hiểu là cái do cái sự mình nghĩ rằng á, mình chấp thủ rằng mình cho rằng cái chuyện này của mình á, là nó sẽ đưa đến giải thoát, thì là mình rơi với cấm thủ. Còn mình nguyện mình được giải thoát, rồi sau khi mình nguyện về cái lời nguyện nó vậy, nó là trợ duyên, nó giúp cho mình cho trên con đường tu tập mình vẫn tu tập tiếp tục, mình vẫn phát triển tu tập tiếp. Mình nguyện xong nguyện chuyện nhưng mà mình vẫn tu, vẫn hành tứ niệm xứ, vẫn đi vô đúng con đường bát chánh đạo thì mới giải thoát được. Chứ không phải là mình nguyện cho tôi được giải thoát rồi thôi, cái là mình cho vậy là mình giải thoát rồi thì vô phương, có cách gì thoát rồi. Không chứ bây giờ ngay cả những gì mình đã đắc tu đà quần, tu đà hàm, anh hàm mà tới đó giờ không tu nữa thì cũng vòng vòng đó thôi. Nhưng tu đà quần là phải bảy kiếp sau, rồi kiếp chót phải nỗ lực tu tập mới đắc được, mới thành tựu được
đạo quả là giải thoát được, chứ đâu phải có dễ. Cho nên mình phải biết là những cái đó là trợ lực trợ duyên giúp cho mình trên con đường tu tập nó mạnh mẽ hơn, nó có những gì có những cái năng lực hơn vậy. Nhưng mà chính cái bản thân nó, cái sự cầu nguyện nó không đưa đến giải thoát được. Phải hiểu vậy, còn thôi mình mà dính mắc cho đó là mình kẹt vô cái giới cấm thủ luôn. Rồi đó là như vậy. Rồi kết luận hai chấm: tin tưởng lễ nghi hay bất cứ phương cách thực hành nào, tin tưởng lễ nghi hay bất cứ phương cách thực hành nào mà không phải là tứ niệm xứ, hay là gọi là mà thiền minh sát, mà sau này mình hay gọi thiền minh sát, mà không phải là tứ niệm xứ, sẽ đem lại giải thoát, thì đó là giới cấm thủ. Tin tưởng lễ nghi hay bất cứ phương cách nào, phương cách thực hành nào, tin lễ nghi tức là những cái lễ nghi cúng kiến đủ thứ chuyện, hay là bất cứ phương cách thực hành nào mà không phải là tứ niệm xứ, tức là không phải là pháp hành tứ niệm xứ, không phải là pháp hành tứ niệm xứ sẽ đem lại giải thoát, thì đó là giới cấm thủ. Thì đúng rồi, tứ niệm xứ là con đường đi vô bát chánh đạo á, tứ niệm xứ rồi tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, cái chi rồi bát chánh đạo, nó phải đi vô đúng cái 37 phẩm trợ đạo nha, thì nó mới giải thoát được. Còn mình cho rằng lễ nghi cúng kiến hoặc là mình hành theo cái hạnh này hạnh kia, thờ bò thờ chó thì đó, mình là hành cái đó thì vô phương ha, không có cách nào được ha. À, thì như vậy đó là cái sự giới cấm thủ này mình phải hiểu một cách rõ ràng cho ai, chứ không thôi mình cứ tưởng mình đúng không á. Mình chê người ta, mình nói mấy cái này cúng kiến cầu xin, này làm lễ này lễ kia đủ thứ chuyện, mình chê người ta. Mình nói người ta ra vậy, mình cũng vậy luôn, mình cũng chê, mình dính theo kiểu khác, mỗi người dính kiểu. Mình giới cấm thủ nào mình cũng hay. Mình làm lễ nghi được, nhưng mà mình biết cái này nó chỉ là cái phương tiện thôi, chứ nó không phải là cái mà cứu cánh giải thoát. Khi mình hiểu được vậy thì mình không bị tà kiến, không bị giới cấm thủ. Còn mình cho rằng cái đó nó là đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái sự trong sạch hóa tâm hồn mình, thì cái đó mình rơi vô giới cấm thủ liền. Còn cái tư tưởng mình nó ghê lắm, cái tư tưởng mình khiếp lắm. Quý vị nắm được không? Nắm được cái giới cấm thủ này kỹ không? Nắm được không? Giống như ngồi đó xếp bằng liêm diêm hít vô niệm thở ra niệm biết, hít vô cho rằng là mình hít thở vậy đó, mình sẽ giải thoát rồi coi chừng. Cẩn thận nha quý vị, mà dính vô giới cấm thủ rồi khó ra đó, nó vô trong cái tứ thủ là dục rồi, dục thủ rồi giới cấm thủ rồi ngã luân thủ rồi tà kiến thủ, nó dính vô vòng vòng đó. Rồi cái thứ tư mình học cái chót luôn ha, ngã luận thủ nè. Ngã luận thủ. Thì mình tin mà mình cho thì cái đó sẽ làm cho mình trong sạch quá, là mình dính liền vậy nè. Mình cho là mình thờ sắc lại Phật, mình lại thờ sắc lại Phật, mình sẽ được giải thoát, được về Tây Phương Cực Lạc là thôi xong luôn. Rồi ngã lương thủ Attawa nữ bà đà ná. Tức là mình cũng có thờ, mình cũng làm những cái lễ nghi thức này thức kia, nhưng mà mình biết mình có một cái trí, mình phải có khéo tắc ý, mình biết cái có cái trí cái này là những cái thủ tục, những cái lễ để mình làm cho đúng cái nghi thức lễ nghi của cái tôn giáo đó, nhưng mà mình biết rằng những cái này nó chỉ là trợ duyên thôi, chứ nó không phải là cái mà để đưa đến cái cứu cánh giải thoát. Mình phải hiểu rõ ràng vậy ha.
không thôi là mình cứ tưởng là mình nhìn là ngon, làm lại này lại kia đủ thứ, mình nghĩ làm vậy mình sẽ được giải thoát vậy là xong không. Chưa rồi, quý vị ghi xong hết chưa rồi, tới ngã luân thủ. Khi có sự hiểu sai chấp quấy về tự ngã, khi có sự hiểu sai chấp quấy về tự ngã, hai chấm. Khi có sự hiểu sai chấp quấy về tự ngã, hai chấm. Sắc là tự ngã, phải. Tự ngã trong sắc. Thọ là tự ngã trong thọ. Chấm 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 chấm. À, thì tưởng hành thức cũng vậy ha. Thì mình khỏi ghi ha. Thọ là tự ngã trong thọ. Tưởng chấm chấm chấm. Rồi, như vậy là ngã luận thủ. Hay gọi là ngã chấp thủ á. Ngã luận thủ. Tức là khi mà mình có cái sự mà cái tư duy của mình, cái tư kiến của mình có cái sự hiểu sai, sự thấy sai, sự chấp sai về cái tự ngã này của mình, à, mình cho cái sắc này, cái thân này của mình là tự ngã, hoặc là mình cho cái tư tưởng mình có cái nghĩ rằng tự ngã nó nằm trong cái sắc thân này, à, thì mình bị dính vô và ngã luân thủ, hoặc là mình cho rằng những cái cảm thọ, những cái cảm giác vui buồn nó là tự ngã. À, cảm giác là tự ngã, cảm giác là ta, hoặc là tự ngã trong cảm thọ vân vân, thì mình có những sự hiểu sai hiểu ấy. Tự ngã là cái tôi mình đó, mình cho là mình có cái tự ngã đó, cái linh hồn của mình đó, hoặc là cái riêng của mỗi người, cái tự ngã riêng của mình. Ví dụ như Nguyên Trang mà có cái tự ngã của Nguyên Trang, à, ai đụng vô Nguyên Trang là nổi đùng nổi vía liền ha, đó là tự ngã. À, thì mình cho là cái thân này của mình, thân của cô Nguyên Trang đó là cái sắc này là của ta, là tự ngã, à, hoặc là tự ngã trong sắc, hoặc là những cái cảm thọ vui buồn khổ sầu vân đó là ta, ta buồn ta vui ta đang này kia, à, là thọ là ta, hoặc là cái tự ngã nó nằm trong cái thọ đó, à, thì mình chấp như vậy, mình cho như vậy. Mà mình không có biết được, mình cứ tưởng là như vậy, hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là như vậy ha. Đó, thì mình cứ nghĩ là mình buồn quá, gặp chuyện buồn, làm ăn thất bại, cảm giác buồn sầu, sao tôi buồn quá, mình cho cái thọ này là của mình, sao mình buồn quá như vậy, mình rơi vô trong cái gọi là ngã luân thủ. Được chưa? Thì nắm được chưa? Rồi, ghi chú hai chấm. Ghi chú. Đối với tứ thủ phải ba thủ sau gom lại là tà kiến thủ. Tức là tà kiến rồi giới cấm thủ và ngã luân thủ á, ba cái nó gom lại chung gọi là tà kiến thủ, à, do vậy chỉ còn hai thủ là dục thủ và tà kiến thủ. Bởi vì ngã luân thủ cũng là tà kiến, mà giới cấm thủ cũng là tà kiến, à, mà tà kiến thủ cũng là tà kiến, thì ba cái nó gom lại là tà kiến thủ, còn dục thủ là riêng, à, cho nên mình nói đúng ra thì nó còn có hai là dục thủ và tà kiến thủ. Rồi xuống dòng, sự đoạn trừ của kiến thủ
được tìm thấy trong trong đâu quý vị? Sự đoạn trừ kiến thủ được tìm thấy trong, à nhớ không? Chứng đạo nào mà diệt trừ được kiến thủ đây? Sự đoạn sơ đạo, chính xác rồi. Như vậy là sự đoạn trừ kiến thủ được tìm thấy trong dự lưu đạo, hay gọi là sơ trong dự lưu đạo, tức là diệt trừ thân kiến là giới cấm thủ, đó là thuộc về kiến thủ. Thì sự đoạn trừ kiến thủ được tìm thấy trong dự lưu đạo hay là sơ đạo. Còn dục thủ, còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. À, hai vấn đề này mình phải nắm cho chính xác ha. Dục thủ thì phải nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Bởi vì lên tới A-la-hán mới diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc ha. Mới diệt trừ được nó được ha. Thì như vậy là dục thủ phải nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Thì như vậy, đối với sự đoạn trừ kiến thủ thì được tìm thấy trong dự lưu đạo. Nhưng mà dục thủ thì phải với A-la-hán đạo mới có được, mới làm được. Rồi, xuống dòng. Dục thủ thì có mặt trong, có mặt trong đâu quý vị? Dục thủ có mặt trong, mấy tâm tham, nhắc cái dục thủ có mặt trong mấy tâm tham. Trật rồi, không dùng trật rồi, hà uống tâm tham, ai nữa không? Dục thủ thì có mặt trong mấy tâm tham? Bốn tâm tham. Được chưa? Ai nữa? Ai nữa trả lời? Nhưng đâu, thư ký trong Nguyễn đâu? Dục thủ có mặt trong mấy tâm tham? Giang Nhất Hạ đâu? Rồi mấy quý vị khác đã mất tiêu nãy giờ, im ru hết rồi. Tám luôn, tám, tám, đúng rồi. Xa thú Quyền Trang với lại Giang Nhất Hạ, Thiên Hữu, đúng chính xác, tám tâm tham luôn. Dục mà, tám là dục, tám tâm tham luôn chứ sao bốn, Quy Như còn bốn. À, dục thủ thì có mặt trong tám tâm tham, nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong bốn tâm tham liên hợp tà kiến. Ghi lại không? Dục thủ thì có mặt trong tám tâm tham, cười, nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong bốn tâm tham liên hợp tà kiến. Do vậy, dục thủ được nói trước tiên. Do vậy, dục thủ được nói trước tiên. Bởi vì nó có mặt trong tám tâm tham mà. Do vậy, dục thủ được nói trước tiên. Rồi, bây giờ tiếp theo. Dục thủ chính là tâm xã gì quý vị? Hello, dục thủ là tâm sở gì? Tâm sở tham, chính xác là dục thủ chính là tâm sở tham. Ghi ra, dục thủ chính là tâm sở tham. Còn tà kiến thủ là tâm sở gì? Kiến thủ là tâm sở gì? Tâm sở tà kiến, rồi, tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Thì như vậy, dục thủ là tâm sở tham, tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Thì như vậy, tà kiến thủ đây, tà kiến đây, tâm sở tà kiến đây, là có cả trong
ngã luân thủ cũng là tà kiến, giới cấm thủ cũng là tà kiến luôn. Thì như vậy đó là cho nên một cái tâm sở tà kiến là nó có ba cái chỉ pháp đó. Thì như vậy dục thủ là tâm sở tham, còn kiến thủ, tà kiến thủ là sở tà kiến. Đúng chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta dứt điểm xong cái phần là ái duyên cho thủ, là đã phải làm phá cho chúng ta thấy rõ những cái tri kiến, đập vỡ ra những cái tri kiến để chúng ta thấy rõ như thế nào là ngã, là giới cấm thủ, thế nào là sự hiểu sai hiểu quấy. Cả bây giờ chúng ta học nhiều khi chúng ta vẫn còn bị lờ mờ mấy đó, nhiều khi mình cũng bị dính thế nào không hay luôn. Cho nên cái bài học hôm nay là có một cái sức mà để mà phá mê cho chúng ta thấy rõ ràng ha, về vấn đề này, để chúng ta hiểu được, mình không có để rơi vào trong những cái kiến thủ, mà hãy dính vô những cái tà kiến thủ này. Nó chính là gì? Khó sanh lỡ làm người đó. Giống như một cái, hai cái ông mà do cái kiến chấp sai lầm, chấp vô cái chỗ tu tập theo cái hạnh đó, tu đó, dữ lắm, mấy ông đâu tu dữ lắm, cả cuộc đời bỏ ra tu theo như con chó, sống như con chó, mà tu giống như con bò, khổ cực ghê lắm. Quý vị có đi Ấn Độ chưa? Không biết có ai qua Ấn Độ bên đây chưa? Qua rồi mình thấy mấy người tu thấy dễ sợ lắm. Tu theo như con bò, nó sống như bò, sống như chó, hoặc là tu hành lõa thể, nghĩ là trần truồng như vậy là sẽ được là giải thoát, sẽ được sạch hóa tâm hồn. Họ tu dữ lắm, họ khổ hạnh ghê lắm. Cuối cùng sanh làm những cái loại bậy bạ. Đây là chỉ cần sai một ly đi một dặm, chỉ cần chút xíu đó thôi, cả cuộc đời mình coi như là bán linh hồn cho quỷ dữ, mình giống như bị gạt, tức lắm. Thì khi mà một người mà có tà kiến, mà với tư tưởng tà kiến nặng vậy, thì chỉ có con đường là đi xuống thôi, chứ không có đường đi lên được. Cho nên phải rất hết sức cẩn trọng nha quý vị, thật sự cẩn trọng, là không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Mình cứ chấp thủ, mình cho cái này kia đúng rồi, mà thật sự nó không có đúng, nó là bậy tà bạ. Mình dính vô là coi như là tự mình là mình đưa mình đi xuống ha. Đó là cái sự rất là đau khổ, không có gì đau khổ bằng tự mình hại mình. Rồi, do phước báo hôm nay chúng ta học xong đây, nguyện cầu cho tất cả luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điều nhà ta đấy. Một tha cho. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Thầy đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay rất là hay ạ. Dạ, dạ con không biết là sư Thanh Tâm có trước mới không? Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm có thức phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp không ạ? Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ sa thú, con kính dâng mít lại cho sư. Dạ, mô Phật, sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ba qua tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu ba huệ na sa đà so thị ba quần tu tề ba qua tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba sang ga nu ba huệ na sa đà so thị ba quần tu tề ba qua tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba sang ga nu ba huệ na sa đà so thị ba quần tu tề. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ.
Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so tin ka ron te ta vi ha ra man da le. Thế ra cha mát cha, na wa ka cha phết ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka. Ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pa wan tu te. Cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa tit cha te sap be pi dukkha sakaron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha buk ga la. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha ya chi ta ya cha am he rakkata sap tham mo. Sắp bê bi thăm ma cha ri no hu tin sâm ba bu ne ya ma thăm ma ri yam ba we đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, thầy Kinh. Dạ thầy Kinh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu của mình và đến với đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con kính chúc quý cô chú có một đêm an lành, ngày an lành, sáu thời đều an lành. Và hôm nay là ngày thứ sáu, thì thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ có quýt khen được nghỉ ngơi. Dạ, dạ, mọi chúc mọi người sẽ vui vẻ trong ngày cuối tuần. Dạ, con xin hẹn gặp lại quý cô chú, quý sư sẽ vào ngày thứ hai. Thứ hai là giờ giảng của sư Pháp Thanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục học bài học của... hình như là... Kinh, dạ, Kinh Milinda, dạ. Và dạ con kính cảm ơn đạo tràng một lần nữa, con xin tạm biệt đạo tràng, chúc đạo tràng một đêm an lành. Dạ con xin xuống mic ạ.